Tiếp tục sáng ngày mùng 2 tháng 4, em xin chào tất cả anh chị em về live hôm nay. Thì đầu live em cũng lên cho anh em là sa mạc 3 màu và sa mạc 7 màu. Một con 10, toàn là 10 số 5 không nha. Sa mạc 3 màu này thì salad rêu lơ, hàng chuẩn cấp phát này, 80 đến 90 kg, nhưng mà dây keo nhôm, dây keo nhựa, nó đời sau này ha. Vai của nó là 55 và dài áo của nó là 80, 55-80. Dây keo nhựa là 5, nhưng mà con này trước 2000, vê tay mà các con bằng dù này. Dây trên, dây dưới đầy đủ hết, 1,2 triệu mã 19. Ai 80 đến 90 kg thì mới vừa, bằng tem này. Ở đây nó bị dơ một chút nha anh em. Qua bên này đều đầy đủ hết. Đó, đầy đủ hết nha. Em đo vai và chiều dài này. Vai của nó là 56, dài áo là 82, 56-82, 56-82. Rồi, con này là nói đúng ra là nó nằm được 96%, nhưng mà nó có dơ chỗ này, anh em để ý giùm em. Chốt giùm em con này giá là 1,2 triệu mã 19, cửa hàng đầu like giùm em. 1,2 triệu mã 19. Tiếp tục là cái con sa mạc 7 màu, chả bá lửa luôn. Con này là dây keo đồng nha anh em. Nó là dây keo đồng này. Ồ, to chả bá luôn, có cả lót đi kèm luôn ha. Con này là tem nó rách mất rồi. Tem nó rách mất rồi. Tem rách rồi, 3X lát rồi ha. Trên này có mũ nha, dây keo đồng. Áo này thì giờ không có tem là chịu rồi. 3X lát là phải trên 100 kg luôn á. Chiếc vải cực kỳ đẹp, dây trên dây dưới đầy đủ hết, to và mới. Cái chữ A này vẫn còn này, vít gấp này. Con này, chỗ này nó bị dơ một chút nha anh em, dơ một chút nha. Ở đằng sau này đều và đẹp, ở đây cũng có một chút dơ này, có một chút siêu dơ. Con này mới lắm, mới cứng luôn. Con em đo vai và chiều dài. Ồ, quá. Ui, vai 75. Chưa cho là mẹ ơi. Dài áo là 95. Con này là đâu đầu ai cao mét 89 là vừa con này, mà 90 kg trở lên mới vừa con này. Mét 89 là 90 kg nha. Khiếp khủng thật. Tù. Ai mà càng to càng tốt, giờ không biết con này bao nhiêu mà lường luôn. Rồi, chốt cho em con này là 1 triệu mã 18, mới keng. Mới keng. Con này có cả lót luôn này. Thực ra là cực kỳ hiếm con này luôn á. Sa mạc 7 màu anh em. Chốt mã 18 giùm em ha. Rồi. Em lên cho anh em một bộ multicam chất vải. Chất vải gì đây? Sau quần này là ghép với lại áo chống chảy. Quần chống chảy. Quần bấy đó. Quần quần này là quần của bánh tỉa. Ngay cái bọc gối của nó là có một cái bọc. Cái dòng này bọc gối, quần này đắt lắm nha. Quần này nó giống như quần bay, mà dạng quần bay chứ không phải quần chống cháy nha. Còn cái áo này thì là áo chống cháy này. Quần này là quần kháng lửa. Anh em hay mua những bộ cọc trắng này, bộ ACU, cái quần bay nó siêu nhẹ và nó này ghép này luôn. Và cái quần này bình thường là một, nó đắt lắm. Cái quần mà có cái bọc bằng nhựa là 1,5 triệu, còn này là 1,1 triệu, 1,2 triệu. Bây giờ ghép cả bộ này ai quất được quất, có nghĩa là bán quần tặng áo nha. Thì anh em làm sao nó thì làm. Quần này chưa có sử dụng và mới kít luôn này. Cho anh em dòm. Thấy không? Dòm nha. Em
Con này là vai 48, dài áo 73, vai 48 dài áo 73. Gọi là bán quần tặng áo nha. Ai mà biết giá trị của cái này là mới hiểu được nó này. Con áo này là mấy trăm ngàn anh em biết rồi đó. Rồi con này là 70 đến 80 kg. Quần thì chưa có sử dụng. Cái bụng này là 88. Căng hết cỡ mới được 90. Quần này không có đai đôn về nha. Vừa chuẩn bụng luôn, dài quần là 100. Quần xuất sắc, đẹp vô cùng. À, chơi quần này mát và nhẹ nha bà con. Chơi con này chất như nước cất nha. Ai chốt 1 triệu dùm em này. Bán quần tặng áo. Ok không? Màu tương đối không? Không có tuyệt đối. Quần bao chưa có sử dụng luôn. Chốt 1 triệu. Áo thì dòng này của đặc nhiệm. Chốt 1 triệu mã số 24. 1 triệu mã 24 nha anh em. Một triệu mã 24. Được có một con nó duy nhất thôi. Tiếp một bộ caro. Bộ này thì caro này. Cái đó anh em mà không chốt là em tách cái quần ra, em cứ bán cái quần tặng cái áo. Còn bán như vậy cũng quầy luôn. Tiếp một cái quần này bộ caro đồng màu tuyệt đối luôn. Caro nha, đồng màu tuyệt đối luôn. Cái này vải caro. Vai của nó là 50. Dài áo là 70. Size medium short. 70-80 kg à. Mở ra nhé. Cái này đồ mới cao nhá. 93 đến 96%. Đấy, cái quần vẫn đẹp hơn cái áo luôn này. 93 đến 96%. Và cái quần là bụng 90. Quần này không có đôn về được nha anh em. Quần bụng 90 và 8 túi. Dài quần là 106. Đồ mới là 93 đến 96%. Chốt cho em cả bộ. Chốt cho em bộ này là 850 mã 23. 850 mã 23. Chà sao lưng nữa. Tám trăm rưỡi mã 23. Ơi em còn bộ này nữa là hết này. Ai chưa có bộ tranh thủ chốt nha. Thực ra là em nói thiệt chứ, size medium rêu lưng em ít khi em ghép bộ lắm. Nhưng mà khui mà khi mà em cảm thấy phù hợp là em ghép bộ, tiền em ghép luôn thôi. Không là em bán lẻ chứ không có bán, không ghép bộ. Medium 70-80 kg. Vai của nó là 50. Vai 50 dài 76. Vai 50 dài 76, 70-80 kg. Quần nha anh em, tuyệt đối tuyệt màu luôn. Và bụng của nó là cũng 90. 8 túi hộp. Dài quần là 114. Độ mới 96, 93-96%. Chốt cho em bộ này 850 mã 22. 850 mã 22. Em sẽ lên tiếp tục mặt hàng khác nha. Hai bộ medium. Tiếp một con áo. Áo này parka. Áo này giống áo đi mưa. Con này màu đen. Con này màu đen. Áo đi mưa. Rồi cái dây kéo của nó bị lật, cái dây kéo này là phải đè cho nó bằng không là nó không đi được nhé. Nó là hàng của Mỹ này, size large regular, ai 8-90 kg mới vừa.
áo mưa nha em, áo mưa paka, áo mưa paka không phải áo mưa hay da, màu đen, màu xanh đen, không phải màu đen, xanh đen đẹp, bao đẹp luôn, hàng của lính Mỹ nha. Em đo chiều dài còn cái này là vai lấp lăng không có đo được, dài áo là 77. Ai ưng chốt con này dùm em, giá của nó là 700.000 mã 21. 700.000 mã 21. Tiếp một con compact mới keng luôn. Bữa nay được mấy con á, mới keng á, con chiều hôm qua còn cái mã vạch, mã xuất kho, còn nàng này nó mới keng mà nó mất rồi. Nó cũng mới bao chưa có sử dụng luôn này. Bao chưa sử dụng luôn. Đây, hai tem này medium roller luôn. À hôm qua là cái tem này nằm bên này mà thằng này giờ hai tem nằm chỗ ha. 70 đến 80 kg. Mới kem sập em. Cao 1m7 trở lên ạ. À. Bề ngang của nó là 57. Bề ngang 57 và dài áo là 76. 57 76. Rồi, ai ưng chốt con này giùm em 1.2 triệu. Mã số 17. Đẹp tuyệt vời nha. Mã số 17 đẹp tuyệt vời luôn. Tiếp một con mờ salon sa mạc nữa này, ba màu. Cũng thân nhựa cổ nhựa nha em. Thân nhựa cổ nhựa nha. Trên này có mũ à. Size của nó là large roller. 80 đến 90 kg, trên này có mũ nha. Cao 1m7 đến 1m74. Vai của nó là 55 và dài áo của nó là 81. 55 81. Ở trên này thì nó có một chút dơ nhẹ nhẹ này. Dơ chút nhẹ ha. Con sa mạc này anh em biết size small và size medium thì nó là triệu mấy được không ạ? Ở đây có nghĩa là hàng này sau năm 2000. Năm 2000 về đây mới không có vê tay ha. Đây có hai chấm dơ này. Ở trên bờ vai này cũng có hai chấm dơ nữa nha. Hai chấm dơ. Ồ, cái bắp tay này nó cũng có vết ố này. Có vết ố nha anh em. Ở cổ tay này cũng có vết ố dơ một chút nhẹ nhẹ này. Đấy, ở đây cũng có vết ố nhẹ nhẹ nha. Nói chung con này mới nhưng mà chả hiểu sao nó bị dăng lên mấy cái chấm dơ này. Rồi ai 70 đến 80 kg là vừa con này. Vai 55. Vai 55 dài 80. Vai 55 dài 80. Thực ra là nó mới lắm nhưng mà nó vẫn bị cái gì dăng lên. Chốt giùm em con này với giá là 900.000 mã 20. 900.000 mã 20. 900.000 mã 20. Tiếp một con satin ạ. Satin cọc tay này. Tay này là tay rin hay tay lô mà nó cọc tay. Thông thường thằng satin ít khi cọc tay lắm. Vai của nó là 50. Dài áo của nó là 68. 50-68. Bằng à, trên này là đều đẹp ấy à. Mặt tiền này chỗ này nó có dơ một chút nhẹ nhẹ này. Dơ hơi dơ một chút nhẹ nhẹ thôi. Tem đời mất rồi anh em ạ. Tem đời bị mất này. Tem size thì đang còn. Mà nó còn viết thêm cái tên của nó vào đây nữa. Và cái cổ anh em nhìn cái cổ giùm em nhá. Có vết ố ạ. Cổ tay này là nó cắt, nó lên lai chứ không phải là tay rin nhá. Tay nó cắt lên lai này. Rồi, ở đằng sau này dơ quá. Anh em nhìn thấy cái bài vàng vàng sau lưng không ạ? Đây, nó bị dơ ố này. Dơ ố, không biết giặt ra hay không thì em không biết nha. Dơ này. Cọc tay là bị cắt tay rồi đó. Bên này cũng đều và dòng này là nút dẹp mà. Nút dẹp. Bây giờ em đo vai về chiều dài nha em. Vai của nó là 50. Vai 50 dài 68. Vai 50 dài 68.
Vai 50 về sau 8. Con này 55 kg, 50 đến 60 kg là hết đắt. Chốt giùm em con này giá 1 triệu mã 16. 1 triệu mã 16. Satin, chơi satin nó cực kỳ mát nha anh em. Còn vết ố này anh em coi sao ngâm nước ấm cho nó ra. Ngâm giùm em 1-2-3 giọt chanh tươi kèm Omo và nước ấm 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 40 độ nha. Cái một con áo parka này, áo parka của lính Mỹ màu xanh xám. Cái màu này là nó nằm ở trong cái lót áo 65 đời 68 và đời 72 á. Đấy, cái dây keo đồng này cực kỳ ấm luôn, lông cổ lông kiếp này. Con này chỉ đo chiều dài thôi nhá, còn bề ngang thì chịu rồi. Dài áo là 83. Dây kéo của nó là đồng si đen, đồng đen si ha. Hàng cấp phát, báo chất luôn này. Chất ngất như nước cất luôn. Chất như nước cất luôn. Chất như nước cất luôn. Rồi 8 đến 90 kg. Ai vừa con này chốt cho em này, 80 đến 90 kg, 1 triệu rưỡi mã 15. Mới 96% luôn. Hết rồi em, cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn anh chị em tiếp tục trưa nay 11 giờ nhé. Anh em mà khách mới mua lần đầu thì chưa biết thương thức mua như thế nào thì em cũng xin giới thiệu là con này là 1 triệu rưỡi là cái này và mã là mã của nó. Anh em muốn mua con này thì gọi giùm em qua số điện thoại. Bữa nay để số điện thoại sở công an bắt cho nên, cho nên là phải che. Để gọi giùm em số điện thoại sau màn hình ha. Rồi em sẽ hướng dẫn cho nhé. Em cảm ơn và bye.